Cô chú ơi, băm về Hàn Quốc đây. Dạ ơi, hình như mấy đứa này hứa với nó đi đâu là tối bữa đó nó không ngủ luôn hay sao á. Đó, hai mẹ con tôi một hai giờ sáng vậy nè chạy đi chạy gì nào hết pin này nó vô ngủ à, thức đêm mới biết đêm dài rồi lên đồ ra bến xe về hàn quốc thôi cô chú ơi đợt này chỉ có hai mẹ con với dì ba qua thôi qua trước đi rồi tuần sau ngoại qua ý là tuần sau chứ phải tháng sau mà hai bà cháu bình định dữ gì trời hành trình lần đầu xuất ngoại của ba làm sao quá tôi lo lắm mọi người ơi lo chứ sao không lo mình đi mình còn mệt mà nói chi em bé mệt quá ngủ giấc đi nào tới sân bay kêu con vậy nha mẹ hai mẹ con chạy vô check in cái đã hơn là bữa nay không có đông còn lại bốn phút hai mẹ con vô phòng chờ cho ba ăn sữa nè chỗ này quá cái người luôn hóng không mà đúng ý ba mẹ. ăn được có chút xíu mà phải dụ mãi ăn xong mà nằm đó thì tới phiên mẹ có con nhỏ mà lần đầu đi máy bay cặp rập lắm mọi người ơi mà mình nghĩ không phải lần đầu chắc lần nào cũng vậy sợ lên máy bay ói lắm nên phải dỗ ở kỹ tới lúc này trong lòng tôi đánh lô tô nha máy bay cất cánh sợ em ù tai rồi em khóc thôi mẹ ơi mẹ đừng có lo xa quá để đó con tính cho vượt xa mong đợi là ba em ngoan lắm cô chú ơi cũng